Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Hoài Sa và Thị Nhung. Và chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Nga và Iran đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã buộc tội và đồng thời kêu gọi Nga, Iran cùng với chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Syria, khi các nhà lãnh đạo phương Tây tiếp tục gây sức ép cho một cuộc ngừng bắn ở quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bắt đầu biểu quyết vào ngày 24 tháng 2 về việc ban hành lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày tại Syria để cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận và di tản dân thường. Cuộc bỏ phiếu ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 23 tháng 2 nhưng đã bị trì hoãn ít nhất là 2 lần trước khi thiết lập lại. Trước đó, Nga đã phản đối nghị quyết và nói rằng điều này là không thực tế vì các tay súng thuộc phe ISIS vẫn còn trong khu vực. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ hy vọng rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ đạt được thỏa thuận về nghị quyết của phương Tây và về lời kêu gọi ban hành lệnh ngừng bắn tại Syria. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với chính phủ Syria để ngăn chặn các vụ giết người trong nay mai. Thưa quý vị, cư dân thành phố Newtown tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân trong vụ xả súng ở Florida. Cư dân của thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut, nơi từng xảy ra vụ xả súng hàng loạt vào năm 2012, đã tổ chức một buổi lễ đốt nến tưởng niệm vào đêm thứ Sáu ngày 23 tháng 2, nhằm để tưởng nhớ 17 người bị thiệt mạng trong vụ xả súng vào ngày 14 tháng 2 tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas, vốn tọa lạc trong ngoại ô của thành phố Fort Lauderdale thuộc tiểu bang Florida. Vào năm 2012, Adam Laza, 20 tuổi, đã sử dụng khẩu súng ngắn Remington AR-15 Bushmaster bắn chết 20 trẻ em trong độ tuổi từ 6 cho đến 7 tuổi, cùng với 6 nhân viên đang làm việc tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown. Adam Laza sau đó đã tự sát. Jason Middleman, 16 tuổi, người đã tham dự lễ tưởng niệm vào tối thứ Sáu đã nói với NBC News rằng chúng ta cần phải quan tâm tới tình trạng bạo lực súng đạn đang ngày một leo thang tại Hoa Kỳ. Thêm 13 ca trẻ em tử vong có liên quan đến cúm. Theo báo cáo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, có gần 100 trẻ em đã tử vong vì các bệnh liên quan đến cúm tại Hoa Kỳ. Cơ quan Y tế Liên bang báo cáo rằng có thêm 13 ca trẻ em tử vong có liên quan đến cúm tính cho đến ngày thứ Sáu 23 tháng 2. Điều này có nghĩa là 97 trẻ em đã tử vong từ khi bắt đầu mùa cúm vào tháng 10 năm ngoái. Cơ quan CDC cho biết dịch bệnh cúm dường như đang yếu đi. Tỷ lệ người đến khám về bệnh cúm đã giảm xuống. Số người khám bệnh đã giảm hơn 1%. Đây là lần đầu tiên cơ quan này thấy có sự sụt giảm trong mùa cúm này. Những trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai và người già đều được khuyên nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận và phải ngay lập tức đến gặp bác sĩ khi bắt đầu có triệu chứng của bệnh cúm. Bản tin tiếp theo cho hay các công ty đã cắt đứt quan hệ với Hiệp hội Súng Quốc gia NRA. Thưa quý vị, số công ty tuyên bố cắt đứt quan hệ với Hiệp hội Súng Quốc gia, được gọi tắt là NRA, đang tiếp tục gia tăng tại Hoa Kỳ. Công ty mới nhất đó là TrueCar đã công bố trên Twitter rằng họ sẽ chấm dứt mối quan hệ mua bán với NRA vào cuối tháng này. TrueCar cùng với một số công ty đã tuyên bố chấm dứt quan hệ với NRA bởi hiệp hội này từ chối ủng hộ cho các đạo luật kiểm soát súng chặt chẽ sau vụ xả súng ở trường học tại Florida. Một số công ty cho thuê xe hơi, trong đó có Hertz và Avis, đã cho biết họ đang kết thúc các chương trình giảm giá với NRA. Hãng bảo hiểm MetLife sẽ không còn cung cấp chính sách giảm giá cho các thành viên của Hiệp hội Súng. Ngân hàng quốc gia đầu tiên của Omaha cam kết sẽ không còn cấp thẻ Visa NRA. Người Cambodia làm chiếc khăn dài nhất trên thế giới. Chuyển sang bản tin có liên quan đến đời sống, thưa quý vị. Người Cambodia đang nhắm tới kỷ lục thế giới Guinness bằng cách cố gắng làm ra chiếc khăn quàng dài nhất trên thế giới. Các du khách tham quan vào ngày thứ Bảy 24 tháng 2 đã tham gia vào quá trình dệt bằng cách thêm một vài sợi chỉ vào khăn quàng cổ hay còn gọi là krama, một chiếc khăn truyền thống của Cambodia để giúp đạt được nỗ lực để được hơn 1.000 mét. Các tình nguyện viên, những người dệt khăn chuyên nghiệp đã bắt đầu làm chiếc khăn này dài ra kể từ khi nó đã được ra mắt vào ngày 14 tháng 2. Khách tham quan được phép ngồi vào và thêm vào một vài sợi sau khi được hướng dẫn. Tổ chức này cho biết chiến dịch nói trên nhằm nâng cao nhận thức về truyền thống dệt, tầm quan trọng của krama
cũng như động cơ thúc đẩy người dân đoàn kết để phá kỷ lục thế giới. Được biết, Krama là một loại hàng may mặc truyền thống mà người Cambodia sử dụng hàng ngày như một chiếc mũ để che nắng hoặc như một chiếc khăn và quần áo. Trong khi đó, thì Thái Lan thi Hoa hậu thừa cân để thúc đẩy bảo tồn voi. Thưa quý vị, Thái Lan vừa trao vương miện Hoa hậu Jumbo cho một phụ nữ thừa cân và cũng là một người chuyển giới vào thứ Bảy ngày 24 tháng 2 như một thông điệp để thúc đẩy bảo tồn loài voi. 19 phụ nữ và 18 người chuyển giới đã tham gia cuộc thi sắc đẹp cho Hoa hậu Jumbo ở tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc của Thái Lan. Trọng lượng tối thiểu của thí sinh là 80kg, tức là 176 pounds. Và năm nay, người thi đấu nặng nhất tham gia cuộc thi là người chuyển giới với 159kg, tức là 344 pounds. Ban giám khảo cho biết, họ đã xem xét không chỉ trọng lượng mà còn tính cách, trang phục và sự tự tin. Các giải thưởng bao gồm giải được bình chọn, giải trang phục đẹp nhất, cá tính tốt nhất và thí sinh nặng cân nhất. Grand Rapi Ponchasuk, 29 tuổi, nặng 105 kg, đã được trao danh hiệu Hoa hậu Thái Lan Jumbo 2018. Pantila Sankachot, 100 kg, 220 pounds, đã được trao vương miện Hoa hậu Jumbo 2018 cho người chuyển đổi giới tính. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí.